không về C không? Samarian bên kia. Romin for baby. Romin for baby, như vậy là quân cần Romin for baby bên mình. Trận này thì bản đồ không có quá nhiều quân tuyển. Nó một cầm Minoan, khả năng đánh cung cao khi làm nhà anh, mặc dù ở đầu cánh nhưng khép góc trên góc 12 giờ. Dựa tường là dễ anh cung à rồi. Chim sẻ cầm phô. Trận này có đáng sẻ sẽ anh chém. Thế bài lưng chừng. Về lớp người cầm Samurian. Sao mẹ ở đồ có lẽ sẽ anh cung. Chim boy cầm Katha và sẽ dựng lờ cho game thủ No 1. Cẩn thận giữa nhà của No 1 và nhà của chim boy có kèm sắt. Khả năng cao kèm sắt sẽ ở trên góc 12 giờ. Chúng ta đến với anh máy No 1 trong ngày hôm nay. Anh đang ngày mai này một ngôi sao tỏa sáng. Có vẻ như sau cái giải đấu AFCX vừa rồi, anh vượt qua một cặp quýt và cái gánh đánh nặng về tâm lý được giải tỏa. Và anh đang thi đấu thực sự là rất lên đầu trong ngày hôm nay. Ngày mai đánh giá người đánh hay nhất đó chính là tôi. À nhầm, đó chính là game thủ No 1. Đứng thứ hai thì có lẽ rằng đó là Velop. Thứ ba là Chickboy, ngày mai không sẻ thi đấu mấy đâu. Nói thật luôn, không các bạn để ý sẻ không thi đấu mấy. Mấy trận cầm cung rồi toàn ngồi nhà, chưa đẩy cung đã thắng rồi. Có vẻ như về lớp là một kia người ta gọi là mảnh ghép cuối cùng của GDP chăng. Thi đấu rất hợp. Vậy thấy cực kỳ hợp luôn. Và quay trở lại trận này thôi, đây là máy của No 1, rất nhiều rừng. Và anh có tự tin đến cung A không? Ngày mai thì anh chém thì là tuyệt vời rồi. Không có gì để bàn cãi ngày hôm nay anh chém. Nhưng mà chưa thấy anh có quá trận đánh cung. Màn hình máy của game thủ Chip Boy có một bài đẹp hay không nào? Chip Boy muốn đánh chắc nhà nhưng mà thôi, chắc có lẽ phải dừng lờ. Mặc dù mình đang thắng khá là đậm 2-0 về C và xe đang dẫn 2-1, mà vẫn phải đánh cẩn thận, đừng để họ bật lại. Bên phía kia là toàn những ông máu chiến thôi, Hồng Anh, Gunny, He He với cả Yugi. Toàn ông máu chiến thôi, để họ bật lại một trận là tinh thần họ lên rất cao đấy. Và đây rồi, vòng bài Chip Boy là tương đối đẹp. Với một đàn hiêu, hai con voi, không hai đàn hiêu. Hiêu đồ về là 5 con. Hiêu phụ là bao nhiêu? Hình như cũng 5 con thì phải. Và tôi nói các bạn rồi, nó một cùng hệ với Van Lớp. Và đến phong cách ăn mặc thì cũng giống nhau. Hai ông đều mặc áo da, áo thời trang của mùa hè. Vâng, một bài mà Chipboy bắt buộc phải đánh với 25 dân khi mà bằng thay ca thay ca cặc cặc. Quay trở lại mảnh máy đầu cánh bên kia thôi. Chim sẻ thì sao? Sẻ trận này là sẽ đánh chém, nhưng có lẽ sẽ lại một bài đánh 25 dân rồi. Thường thường người chim thắng rất ít khi đánh với 23 nông dân. Bởi đó là bài bài đánh 23 dân là bài thường người thuộc của tay những tay chém. Tay chém phũ phàng, ép đời và đi bán máu. Còn ông này bây giờ tư tưởng cũng là cứ chém liều tiểu chứ ra lúc sau phải khỏe lên. Kiểu gì hai lần thì chuyển cung ra cho xe, các bạn cứ để ý mà xem. Kích đời 87, khá muộn mà. Chết một dân rồi xe. Nhưng mà không chết dân, đánh 24 dân, khá lạ lùng. Về lớp. Vâng, anh tiếp tục đánh cung vào trận này anh. Không, nhưng vẫn đang xin dân á. Quả đầu hơi xấu. Bảo sao, như vậy anh bị chậm dần trận này. Kích đời rất muộn, gần 9 mới có kích được, không 9 tròn. Đây là kích đời 2 nha. Thôi quay trở lại với bạn, anh chém một Chip Boy rồi, Chip Boy dừng lờ chưa? Đang trên con đường dừng lờ, 25 dần. No đánh cung à? No đánh cung. Rất tự tin, 27 nông dân ở đầu cánh. Thêm đôi vội dành một, ui dồi, thế này được khỏe lắm đấy. Bò hơi rộng tí thôi, nhưng bạn này mà để cho No 1 khỏe lên thì đừng có hỏi tại sao. No 1 cẩn thận nhá, ta nghe nó dâng lờ đấy. Baby đầu cánh của game thủ No 1, người cầm đây là Yugi. Anh vừa mới lên đời thôi. Một trận có lẽ sẽ kiểu, nếu anh kích chuẩn thì sẽ là 10-30.
Bắt đầu cắt dần ra đào vàng. Bắt đầu có giò và sẽ là chuẩn bị có chiếc BL thứ hai. Còn chị Boy dâng lò sát mồm nhà anh Yugi luôn. Vâng, nhặt dần rất tốt. Thôi yên về lại màu 2 không lên đời. Chắc chém thôi. Tàn lớp có lẽ kích cuối 11. Đây rồi, tìm dân hoàng của anh Yugi. Hoàng biết ăn hoàng ở đâu. À đây đây, đều bẫy vàng chiếc bô. Chiếc bô. Về em nhá, về em ấy. Em là em. Không, bên kia. Không, buồn. Một pha đóng hai ghe cực kỳ nhanh của Yugi. Nhưng đây sẽ một pha mà khả năng cao sẽ có tình huống công tê. Lên hoàng thêm đàn hiệu này nữa. Sao là 3 dân A? Và tôi bị về là hình như màu 3 dân A. Chim sẻ đây. Sẽ đánh 2L trận này. Và dường như thấy cái gì của màu 3 đang đi dần. Thế bài này rất khó đi. Đầu cánh nhà chim sẻ đó là nhà game thủ màu 1 vòng 2. Vâng. Hai con lựa chém với chị mắc ở cái con đề này. Bằng bài sẻ mà chém vào màu 1 nó cũng rất là khó. Được gặp ngay con đề. Thôi bánh xe thôi. Màu 2 vẫn chuyển đời. Màu 1 cũng chuyển đời. Vâng. Xong nào mà chuyển đời. Toán bao ẩu rồi. He he là người dân A. Phonesian có công tê bắn vào nhà của bên lớp. Nhưng đây là dân Summer. Rất khó chịu dành He. He dân A móc máy kinh lắm đấy. Hãy cẩn thận. Nó một cẩn thận đấy. Chi Boy. Vâng, Chi Boy. Chim sẻ đang chưa chém được cái gì cả. Đây là Chi Boy. Chi Boy đang chém vào nhà màu 2. Muốn chém được nhiều cho em. Muốn dừng cái công tê để bẫy vàng thôi. Minoan. Đây Minoan á. Minoan màu 2 đánh cùng. Hở không? Hở. Không. Gần hở. BL thứ 2. Con tê vẫn đang tỏ đồ hiệu quả riêng của mình. Chi Boy dừng lờ nhưng vẫn đóng ruộng tại nhà. Đây rồi, đây là khoanh ruộng của cái thủ màu 3. Màu 8. 200 luôn. Rồi. Cái này một trận mà lên. Ở đâu? Đây là màu 3, cánh bên kia. Vậy Chi Boy chém sang tận cánh bên kia rồi. Nhiều bạn chạy dần rất nhanh. Em ơi, em chăn được 3 thằng 3. Nó đi dâng A đấy. Chăn màu 3 luôn. Bằng chim sẻ đánh màu 1. Còn Chi Boy sẽ chăn dần an hoang của cái thủ màu 3. Nột khỏe chưa? Nột Minoan thăm 37. Cái bài này nếu một khỏe thì đừng có hỏi tại sao. Bên kia kia Gunny cũng là người đánh công A. Nhưng mà tôi nghĩ bài Gunny không khỏe bằng bài của No 1. Đơn giản bởi vì bài No 1 thì được chém trò. Trong đó bài Gunny thì bò rất rộng. Vẽ thêm ruộng. Và đây là mảnh máy của game thủ Chi Boy. Chi Boy có một tên Kene để có thể lọt bãi gỗ của game thủ bằng He He. Kene lọt vào bãi gỗ của He He. Rất vần. Chúng tôi đã trả cái Kene chỗ kia nó hở toang ngoác ra thì ông còn làm máu mè ông Kene. Và vẫn đang rất đông. Đâu rồi? Vòng về lớp bị công chưa? Vòng về lớp bị công rất rát. Thăm lại chỉ là 31 thôi. Chết rồi. Nhà chủ lực bên mình không ổn đấy. Vâng, bên mình nó một chủ lực đấy. Về lớp đi rồi. Đi về với tổ tiên rồi. Lớp đang tụt thảm khá sâu khi bị cả một cả một ba ốp của ba con bài cầm phô và biết rồi. Phô của dân A thì thời điểm đầu nó sẽ phát được rất rất nhiều cục chạy dân thôi. Giữ tham. Đây là chim sẻ vẫn đang cố gắng chém nhà màu 1. Vâng, lạc đà thi đấu với sọc đơn. Chưa có tơ lọt vào nhà màu 1 này, sắp hết đồ, sắp hết đồ. Đây đây em ơi, vào đây nào. Ba đang có bài dân A có thể gọi là hiệu quả. Hôm nay của chị trẻ đang đang là 25. Chị Bòi vẫn đang thắng 36. Dâng L nhưng thắng 36. Khủng khiếp. Bãi vàng 1 đã bùng. Đấy, không hết gỗ được. Một thằng không cần. Họ không chạy đâu. Bãi quả kìa. Thằng 3 nó có bãi quả kìa. Quả này. Thắng 36 dâng L rất khỏe. Trận này có làm tơn chém 4 không nhỉ? À, nhưng mà không có vàng. Qua cho trăm vàng làm cái chém 4 cái.
loại gỗ. Một con thôi, không ăn có khi một con thôi. Màu 6 đã ấy. Con thằng 35. Về lớp đã bay. Hai ba về lớp về thẳng nhà nó một hồi đi. Nó một bây giờ thì đang khỏe nhất map rồi, tham 60. Có một tên đi bắn nha màu 4. Cho vài con qua đi bắn màu 4 đi. Thằng này đang cân. À không, bên mình đang đè một chút xíu. Màu 2 56 dân. Minoan, như vậy là màu 2 rất nhiều dân, trận này anh có tới 56 dân rồi, dường như một trận anh không xong quá nhiều quân. Bơm đồ đúng rồi, để kích 4 nữa nào, một trận thế trận lại đưa về đời 4. Kích luôn, kích được rồi luôn, đồ đấy, có đẩy lên một tơn không? Bên mình nhiều chém lắm. Có đẩy lên một tơn không? Đây mình cũng qua Minoan mà sợ gì. Không, bên nó không nhiều quân đâu, có mỗi thằng 3 là có khoảng tầm kích cung R thôi. Vâng, bị lọt nhà một tên. Tốt, mọi người thấy nó một vé hay như thế nào. Mất một hai con dân rồi, không vấn đề gì. Vâng, họ cũng đã kích 4 rồi, thông tin nhận về đến từ Chip Boy. Một đang sóc dân. Một nhà BK, hai nhà BK. Bỏ kín lại chỗ vị trí sắp em, sắp mạng đồ vào. Một cái E thôi. Được rồi. Bên mình có nhà nào cần phải về hồi luôn không? À đâu, về lớp đang về đây hồi luôn rồi. Nó một cắm một con cung A dò quanh nhà đi, thằng mình đang đè một chút. Nhưng mà thế trận vẫn đang là cân thôi. Lực thì tôi nghĩ thằng bên mình sẽ là khỏe hơn, bởi vì mình là nhiều đồ hơn. Ở đây rồi, những con nông dân của ứng thủ he he. Nó một cần phải bảo kê cho game thủ về lớp. Các bạn thấy về lớp rất chủ động trong việc hồi. Bằng anh bung nhà phát chạy lên nhà nó một hồi luôn, không có nhiều. Chạy lên hồi luôn. Công nghệ. Các bạn thấy nó một đang thi đấu rất hay trong ngày hôm nay. Ngay giờ có vậy bạn. Cung A đứng bảo kê. Gắn đi lên 4 sau. Nhưng mà lên đời 4 sau game thủ nó còn một chút xíu. Đào vàng trước chứ. Vàng đang hơi yếu kìa. Vâng, bị công ca. Như vậy là chưa kịp công ca đối phương. Đối phương đang muốn tình huống công ca trước. Gắn đi là người công ca. Nhưng có, nó có phủ đây đấy. Vâng, thằng này đang cần nhưng mà đang bị công ca. Nhiều ca không? Có ca kìa, gấp. Rất nhiều nhà BK, 3 nhà BK dành cho game thủ. Vâng, Gunny. Ca to đã có. Em không vào đâu. Qua nhiều lắm, đừng vào. Chết đấy. Yên tâm đi, có tên công an chỉ 2 giờ rồi. Chạy tí đi, công an đang bắn đây rồi. Vâng, thay họ đang đè xuống, Gunny có trận đang muốn công ca. Rồi, được rồi. Bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Bên mình mà thủ cho được về lớp lên 4 thì là tươi. Vâng, Tham vẫn đang cân. Một trận mình lại chém tốt hơn đối phương. Nếu có đào vàng 2, nữa 1. Đang lên rồi. Chuẩn bị gặp ca kìa, ca đối phương chuẩn bị được đẩy lên. Rồi, tốt lắm, Gunny đi một tuần ca lỗi. vào đây, vào hết đây. Nó một đang đánh bài rất chay ca. Đúng đấy. Vâng, đánh ca chỉ đánh gỗ và đánh vàng. Trong cái đó thì thịt còn thừa thì bơm cho về lớp, để về lớp hồi, sau đó lên đạp đôi. Nhưng mà trận này phải cẩn thận, bởi vì đối phương đang có lợi thế khi mà đi công ca. Gunny đánh rất quái, các bạn thấy. Một game thủ đánh được 4 cũng rất tốt. Gunny. Ở thằng này từ đối phương thì ăn cục xuống này. Có ai làm được gì màu 2 à?
Còn bên họ đang bơm đồ cho em thủ Hồng Anh. Thấy thông hiện để như vậy, về lớp đang hồi rất mạnh rồi. Thằng này nằm một, chỗ này là vị trí mà anh có thể vẽ được ít nhất là khoảng tầm 2 kích ruộng. Một một đang nở ra rất khỏe. Chúng ta quay về hồi đi em ơi, Hoàng Nghi quản vàng quản vèo đi. Phô của Sẻ có vẻ hồi. Con Sẻ đang hồi góc 6 giờ và tự có cái hốc riêng dành riêng cho mình. Quay trở lại với đội 1. Rồi, như vậy là cống vâng chống xong được cái chống xong được cái tên này. Vâng, Van Lớp sẽ phải đánh hot bởi vì nếu như mà đánh những con đạp đôi của Summerian thì mình sẽ bất lợi thế hơn. Vàng trở đồ vẫn còn rất nhiều. Nâng cấp đào đá. Rồi. Kìa bơm đồ đi, bơm đồ cho về lớp kích 4 luôn đi. Về lớp tham 68 rồi. 100 vàng, 200 vàng với cả 100 thịt, nó 1. 200 vàng, 100 thịt trong bộ 7. Rồi ok. Đầu máu, đầu mèo, giáp vốn luôn anh nhá. Bố đang có một tấn công gì ở giữa bản đồ kìa. Để chim sẻ, mất cái hốc rồi. À đâu, chưa mất. Úi dồi ôi, tên này mà sẻ từ đây mà sẻ đạp ra thì nó mát máy. Sẽ có một cái chỗ hồi riêng cho mình rất ấm. Một mình một khung trời. Một mình một khung trời riêng. Mạnh máy của V-Lớp đang bị ba công một tên khá khó chịu. BC. Rồi. Mua ăn ghi quản vàng he he. Trận này he cũng không làm gì nhiều. Nốt lưu dần bản đồ đi. Giáp 6 kìa. Ủa là còn chưa có giáp à. Sang nhà của một bốn ăn vàng. Đào đá. Để tí có thể lên cả ca thần luôn cũng được. Bây giờ Hồng Anh đã lên xong 4 rồi. Như vậy là thế trận sẽ là hot. Hot của Summer cộng với cung A kẹp pháo của Minoan đối đầu với đạp đôi của Roman. Tất nhiên đánh về lâu về dài bên mình sẽ rất là khó. Nhưng mà vấn đề là bên mình là Sẻ đang hồi và Sẻ cũng có thể lên được những con đạp đôi nữa. Tham Lai đang bên mình đang đè. Vâng. Lên giáp đi. Giáp 6, tốt. Về lớp đã lên xong 4. Tham Lai của anh đang là 77. Anh đang đi ăn vàng. Chị boy xong dần ăn vàng đi em. Chim Sẻ, vâng chuẩn bị kích 4 rồi. Rất nhiều ruộng, 63 dân. Bên mình là 3 nhà đánh, bên họ có 2. Vâng, bên họ có 2 nhà đánh thôi. Nó 1 nở ra, bò toàn E chỗ này đi, nó 1, à toàn A đi. Và một tình huống đi lỗi quân của nó 1. Nó 1 cần phải lở nữa. Nó 1 cần phải nở lên tham 200 thật nhanh. Vâng. Tôi đạp đôi của Hồng Anh đang di chuyển dường như lên góc 12 giờ. Tôi đạp đôi di chuyển ở giữa bản đồ. Vâng, đạp đôi đang di chuyển, nhà về lớp phải cẩn thận. Đây là về lớp. Lửa đâu anh? Tham Lai bên họ đang đè xuống, mùa 1 đang nở ra là rất khủng khiếp. Mùa 1 ở đâu nhỉ? Vâng, chim sẻ bị phát hiện, cái hốc ở góc 6 giờ. Về lớp. Vâng, anh em tất cả lên góc 12 giờ hồi đi. Mặc dù nó không có quá nhiều rừng nhưng mà có lẽ vẫn hồi thôi, tham Lai họ đang đè xuống. Lửa anh về lớp. Ok, lửa. À rồi, lửa đã khạc rồi. Giáp đã là giáp 4. Giáp 6. Vainer đi ăn vàng. Samurian ăn vàng rất tù vì không đào vàng 2.
Bơm luôn đi, bơm luôn đi. 1.700 thịt và 600 vàng. Nó có 200 rồi. Bơm 600 là đủ kích hóa thần luôn. Bản đồ rất nhiều vàng nhá. Bản đồ là rất nhiều vàng. Hồng Anh đang dường như muốn đi đạp vàng. Vâng, đi đạp những cái vàng trước. Nhà BA của anh nhiều dân đứng chơi lắm với lớp. Nhà BA của anh ấy nhiều dân chơi lắm ấy. Đấy, 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 đấy. Đang kích hóa thần. Từ từ cứ. Rồi giáp 6 được lên xong. Chuẩn bị kích hóa thần. Ờ, thịt đây, nô 1. Vâng, nô 1 bị công. Lại bị công ca. Thịt cho mùa 7, mùa 7, mùa 7 rồi. Vâng, họ đang muốn có một tên tổ chức đi ốp. Rất đông những con ca và rất đông những con đạp đôi. Vượt gỗ đây, vượt gỗ đây về lớp ơi. Rất đông. Họ đang muốn có một tên ốp nhà kiếm thủ nô 1 tham 106. Và nô 1 quần giải hơi nhiều trên bản đồ. Vâng đấy. Bây giờ gom lại thì đông lắm. Cung A đứng ở trong bắn ra. Chim sẻ đã có đạp đôi chưa? Chim sẻ ra 5x. Đang kích đạp đôi. Có thời gian cho sẻ cố gắng ốp tên này đi. Bên họ đang đè ngược trở lại. Bên họ không hay hồi đâu. Hai nhà đấy, bên mình là ba nhà. Đỡ được là thắng. Nó chuẩn bị lo thần. Ném đi, ném đi. Ném từ cánh rừng quãng được. Ném đạp đôi luôn, chết nhiều lắm. Ủa, sao ném bên mình này? Nhìn giống ném bên mình. Ui giời, con đạp đôi. Con cả cậu đau quá. Vâng, hot đã là hot thần. Đây là hot thần Summer. Và tên này tôi nghĩ vẫn sẽ đỡ được thôi. Nhưng mà nhà nó một sẽ lủng một tên. Tham Ai đang... Vâng, Tham Ai đè trở lại đấy. Không vấn đề gì đâu. Đây là No.1. Vâng, Tham thủ xuống còn 102. Anh phải sóc cả ca nữa nhá. Ruộng đang bị quấy khá nhiều. Moa đang hồi. Moa cầm phô. Chị coi hồi đi em. Hồi đi. Tham cân mà. Sẻ Tham 66. Đỡ được tên này. Mặc dù mất Tham. Nhưng sẻ chuẩn bị có đạp đôi. Với lớp Tham 106. Chúng ta xem những cái pha mà phần lớp thủ nhà thế nào. Anh đánh được 4 thế nào trong trận này. Với lớp ăn được nhiều vàng lắm. Yên tâm đi. Với lớp đang ăn một lúc 4-5 bãi vàng cơ. Họ thật là đỡ được thoải mái. Bên mình mỗi nhà về lớp với nhà của nó 1 đánh vàng thôi. Dân chơi kìa nó 1. Dân cho dân chặt gỗ đi. Bằng Tham 106. Vấn đề là bây giờ bên họ thì không thể câu với mình màu 4. Màu 4 là con gì em? Baby à? Như vậy bên họ không có hot. Bên họ đánh cung A, kẹp pháo. Còn có cái gì đó ở đây. Còn mùa 2 anh đào rất nhiều vàng ở cái vị trí này. Dân nó 1 chơi nhiều lắm. Nó 1 HC. Nó 1 HC phát đi. Dân mà chơi nhiều lắm với nó 1 đây. Đang đi rồi, đang đi 2 kích rồi. Bình tĩnh thôi, bên họ có đạp đôi Roman là đạp đôi tuyệt. Xẻ bên nở Tham thật nhanh. Tham xẻ bao nhiêu rồi? Tham xẻ là 96. Gỗ thịt bước đây. Ông nào thường bước đây. Xẻ đạp màu 3 không? Bây giờ xẻ về không biết đạp bên nào bây giờ đây. Chúng ta sẽ quyết định của chìm xẻ. Đạp ai trước? Vâng, có cái vàng ở đây này. Tham là 103. Nô 1 bây giờ sóc chay A thôi. Nô 1 đây không phải sóc ca đâu nhá. Chay A thôi. Và nô 1 còn 4.000 vàng. Ơ thế bên mình ăn hết vàng trận này còn gì nữa. Màu 3 vẫn trên 4 đâu. Màu 3 trên 4 đâu. Sẻ sẽ đi đạp. Kìa, về lớp 12 giờ. Hồng Anh có một tên đẹp đôi cực kỳ ảo. Không sao đâu, cứ bình tĩnh thôi. Mình lực khỏe mà. Tham vẫn đang cần, màu 4 đã lên xong 4 và đang chuẩn bị có những con đạp đôi.
Vâng, Tham vẫn cần. Bây giờ thế trận chuyển về 3-3. Vấn đề là bên mình có Hot Thần. Hot Thần đến về lớp. Vâng, anh đi ăn vàng. Ôm được khá nhiều vàng rồi. Vâng, úi dồi ôi, M4 phát triển vị trí này. Vì lớp đã phát hiện ra. Ở nhà bị đạp mất một tên. Ô, chị Boy khi phải lên 4 đã bảo hồi từ đầu đi. Mà em cứ ngồi xem làm cái gì. Bây giờ cần voi của em này. Bơm dần dần đồ cho chị Boy nhá. Khả năng chị Boy phải lên 4 để có thể kết thúc trận đấu này đấy. Có lẽ cần phải có ca voi của Katan kết thúc ở trận đấu này. Ờ, vàng này. Vàng nhà chị Boy của em này. Đây, nhà chị Boy ngay nhà chính. Gần ngay nhà chính ấy. Mày không đào vàng thì... À, thôi rồi, ăn đi. Đấu 2-3 chủ ăn nhanh em ơi, không đẹp đấy. Vâng, bây giờ thì bị công một tơn. Một đang đạp một tơn rất to. Không, anh đạp một tơn khoảng tầm 3 kick hot. Chim sẻ tham 130. Họ thiếu quân thôi. Không đạp đâu. Vâng, rất đông đạp đôi của Hồng Anh, các bạn có thể thấy. Hồng Anh có một tơn, vâng, đẩy rất đông con đạp đôi. Nhưng mà Công A, vâng, Công A đứng tơn này thì có, vâng, Hot Thần đứng thế này thì vào cái kiểu gì. Vâng, có gấp đôi đó chứ đó, có lẽ cũng chả thể vào được. Nột giữ vàng nhá, chị Boy phải lên 4 thật nhanh. Chị Boy lên cả bản đồ và leo đi. Đạp đôi khỏe thế nhỉ. Hồng Anh đẩy tầm chỗ này 3 kích. Chỗ này là 3 kích. Nột vứt gỗ thịt cho chị Boy. Bơm cho chị boy về lớp, bơm cho chị Boy nữa. Không, với lớp đang hơi thiếu thịt. Anh đang đi quản mà đồ ở cánh bên này. Ăn được vàng đi. Bên mình đang có mỗi chim sẻ đang đi công thôi. Đây là chim sẻ. Ơ sẻ ơi, cái vàng, bãi vàng ở giữa hai cái rừng em ăn chưa? Gì mà chủ nữa mà ăn em ơi. Ăn thế bao giờ mới xong. Lâng cấp và đào vàng 2 đi nhá. Tí bơm đồ cho chim Boy. Bên mình nhiều vàng lắm đấy. Tôi ông nào cũng mấy nghìn vàng. Và bãi vàng vẫn đang ăn. Bơm đồ. Thịt cho chim Boy. Bọn sẻ rất nhiều ruộng và đang đi đạp. Đi đạp thôi. Bơm thịt cho chị Boy kích 4 nào. Với lớp mà anh cũng có lại ruộng một tơn. Và đứng hot thủ thôi. Với lớp đang đi quần. Anh đi bằng 3 kích hot thần của Summer. Và bóng 4 chỉ là cái loại mà đạp đôi của... Bóng 4 chỉ là cái loại đạp đôi của Baby thôi. Không có cửa gì. Cho là kích 4 thôi. Đầu món thì em đi banh à? Đầu món đi tốn vàng. Vò điên thì cần... Chết tôi rồi. Top 1 chip boy vò điên phải ngướp đầu máu. Chết tôi rồi. Không ổn tí nào rồi. Lớp giữ hot nhá. Tí đi với... Đây là tờ này này. Một cái nhà chủ nữa em. Đúng rồi. Thịt cho chip boy. Thần thì đặt đôi vào cái kiểu gì đây. Còn bãi vàng rất to nha. 12 giờ, bốn có tơn lên 12 giờ. Ôi, có hot đứng đây rồi. Không vướng. Ủa, vị trí đứng thế này thì... Đứng đây nghe. Đứng đấy, cho đôi họ vào đi. Đặt đôi baby thôi mà. Một cái vị trí đứng mọi cuộn. Rất nhiều nhà BL. Chị boy cần tìm. Bơm hết thì cho chị boy. Công nghệ dần cái boy em mẹ. Bè kìa, tôi giữ bản đồ mà xây đi. Anh người làm ruộng dèo đâu. Ra xin xây BL xây bò đi. Lò giữa xây đây, xây giữa bản đồ chứ. Xa ra. Và bây giờ Hot Thần ốp đạp đôi baby. Đạp đôi baby chẳng có tin cửa gì cả. Thôi vừa thôi. Nô sóc tê dần nha, vừa nô đây. Xong tê dần để vàng cho chị coi nhá. Một đứng đi công. Đứng thủ thôi. Có voi lên thì đánh nhau. Thịt cho chị boy. Chị Boy đang rất cần thịt. Màu 6. Chim sẻ có thịt không? Vâng, ăn được. Có mấy vàng chiến thuật này. Cái vàng ba nhà chủ của chim sẻ ấy.
không ai dùng vàng nhá, để vàng cho chip boy nhá. Con trận này cần phải có voi của chip boy mới có thể kết thúc một trận đấu này. Sẻ đang còn 1.500 vàng, vẫn đang ăn vàng. Bây giờ chỉ đạp rừng thôi. Bên họ không công được, bởi mình thì cũng không công được. Phải cần có voi. Thịt 10.000 thịt dành cho chip boy. Và với lớp đã lưu xong nhà cái thủ mùa 4. Thịt cho chip boy anh ơi. Lớp cầm được rất hay. Cầm summer thôi nhưng anh là khá nhiều vàng. Vòng 3 lên 4 đánh cùng rò lửa. Bãi vàng chiến thuật đấy. Bãi vàng này phải sản được ít nhất là tầm 30 con voi. Đây là chim sẻ của Tơn mà bắt vòng bắt 3 kích cung rờ có lửa của cái thủ cầm phô, cái thủ he he. Vâng, sẻ giấy tự sẻ giấy tự giết mình luôn. Mai của sẻ cũng rất mạnh đây, thằng này đập đôi. Và chúng ta đến với màn hình máy của con bò. Đây là con bò chứ không phải là con voi. Sửa đi. Sửa được mà. Đào mười hai chưa hả chị boy? Làm cái nhà chủ nữa. Không xây được. Chị boy nó không nhét được dân, khổ. Rồi. Vàng thịt. Bè kìa chị boy. Rồi đi cùng là thắng rồi. Bằng này voi công lên họ đỡ bằng cái gì? Xong quân đi. Vâng, đây là voi của Katarian, loại voi 750 máu, có một cái chiêng đồng và có cái giáp, đó là 2+6. Con này nó đẩy thì kinh lắm. Bè đi, xe đi chứ voi. Thịt đây, 10.000 thịt vào. Bơm thịt anh về lớp ạ. Ui trời, nhiều thịt lắm, không biết giữ làm gì đây. Sẻ cũng đang có cái tên. Vứt vàng đi, chim ơi. Vứt vàng đi chim ơi. Rồi, bơm cả thịt luôn nhá. Thịt luôn chim. Thịt luôn. Vâng, bên mình mít 200 mấy rồi, cho chim ơi nở lên 200 con voi đi đánh nhau. Sắp hết rồi còn đâu nữa mà. Vâng, cố gắng sửa để ăn hết cái bãi vàng này. Chúng ta đang rất tiết kiệm. sửa được rồi. Cổng đào nó sắp hết rồi đấy. Cố lên. Rồi bỏ đi. Rồi bằng này. Rồi ok. Rồi được rồi. Chuẩn bị đi ốp thôi. Bè. 3 kích voi. Vậy cái nhà chủ rồi. Nó đạp lan. Được không? rồi được rồi. Xây được rồi. Ở bên này vẫn được. Nhưng mà bị đạp lan. Thịt đây. 5.000 thịt vào. Xong quân đi chứ voi. Xong hết lực luôn đi. Rồi. Ôi chơi đi. 50 con voi rồi. Chơi được rồi. Cái bằng này mà nó đẩy không biết bên phía lên kia lấy cái gì đỡ đây. Hot đâu, đi cùng đi. Tân ông quân cuối cùng ở trong trận đấu này. Đấy, nhìn nó ông quân nó hoành tráng. Gỗ chỉ gỗ cái gì. Gỗ. Vòi tắc em. Ôi thì cho nó bắn đi. Có khác cái gãi ngứa đâu mà. Lên đi. Chơi đi, vòi cắt tham à. Chơi đi, thoải mái đi. Hot thân đâu với lớp. Đi cùng không. Đi cùng cho nó hoành tráng. Ở hiện trường đang rất vui. Voi đang tràn vào, mới thấy voi tràn vào mất có 3 con. Tất bảo rồi, cứ thiêu đi. Voi đi vào mất có 3 con, đây là voi Katha. Vậy số lượng voi của chị voi là khoảng tầm 60 con voi Katharian. Thì bên phía bên kia thì không biết đỡ bằng cái gì. Kích voi. Có Balita đến từ game thủ màu 2, game thủ Gunny. À có bẹt đấy nhá. Voi đi trước. Và hot thần cũng như công A đi sau. Ui giời ơi nó nhiều. Vâng, hot đang đứng vị trí quá đẹp.
chờ tí voi vào đi đã. Nói chung là khó. Cái con này nó kinh lắm. Cản mặt đi, cản mặt đi. Vâng, voi hút là lan năm, lan tận năm liền. Bây giờ thì vâng thi đấu cả hai bên chiến trường. Một bên là voi kẹp hot thần, một bên là voi kẹp với cả cung Aminoan. Bơm thịt đi, 5.000 vàng vẫn đẹp. Úi dồi, vòi nấy ra. Úi giời, họ đỡ bằng cái gì đây? Vâng, vẫn còn rất nhiều vàng, 600 vàng này. Nơ 1 còn hết vàng, chim sẻ hết vàng. Và em còn 1.000 vàng. Vâng, thanh niên ỉm hàng. Ỉm hàng, ỉm hàng. Vậy đấy, có vòi thần khác biệt hoàn toàn luôn. Chim voi đang cầy nát đội hình đối phương. Đúng với câu chuẩn xỉ là chim voi đang cầy nát đội hình đối phương. Đang muốn xây BO. Hồng Anh đã resign. Tỷ số là 3-1 trong CO thứ 3. Và 3-0 về C. Nãy giờ tham chim voi bạn thấy nó không giảm mấy. Chết khoảng tầm 20 con voi là cùng. 20 con voi nằm xuống cùng, nhưng bên họ chết khoảng tầm không biết bao nhiêu quần nữa. Nó chết nhiều quá. Voi Katha nó khác bọt. Quá khác bọt cái loại Katharian này. Kinh khủng. Một trận mà cả bốn nhà bên phía của Gravy cổng về lớp đều thiếu tốt. Và 3-0 C rồi. Không biết là còn C đầu thứ tư hay không thì chúng ta cùng chờ đợi sau 10 phút. Bây giờ cũng 5:30 rồi, không biết là có xe đấu thứ 5 không? À, không biết có xe đấu thứ 4 không? Thấy bảo kèo chốt 5C nhưng mà có một chút trục trặc về kỹ thuật, không biết là có được 5C không đây? Ngày hôm nay Hồng Anh rất khỏe nhưng mà đáng tiếc một mình em là chưa đủ.